quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở năm 2022. Chức danh thi tuyển là hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bất Bạt và hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển gồm viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, là nguồn quy hoạch của chức danh hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bất Đạt và trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu phải tham gia đăng ký dự tuyển tại trường. Nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát danh sách quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi danh sách quy hoạch. Đối tượng trong nguồn quy hoạch được quyền không tham gia đăng ký dự tuyển khi đang mắc bệnh hiểm nghèo, đang trong thời gian được cử đi học tập ở nước ngoài, cán bộ nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, với đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn, không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 22 tháng 3 đến hết ngày 15 tháng 4. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thẩm định hồ sơ. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 sẽ thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi.